mặt nghe tin là cháu con trai của chị là cháu bị Nguyễn Tuấn và Lê Tuấn là bị bệnh á. Cháu bị bệnh. Dạ. Thì em hỏi chị tên gì? Tên là Phạm Thị Thơm. Phạm Thị Thơm. Chị ở tại thôn 1 xã Vũ Hòa. Dạ, công việc chính hàng ngày của chị là gì chị? Công việc chính ngày là của cháu là của mẹ là đi lượm ve chai. Dạ, chị đi lượm ve chai. Chị lượm như vậy một ngày chị bán được bao nhiêu? Dạ, được 2-30 ngàn. 2-30 nghìn ấy. Dạ. Không có 2-30 ngàn đâu. Ừ. Một mình chị nuôi cháu như vậy thì chị với cái này thì chị sẽ rất là thiếu thốn đúng không ạ? Thiếu lắm, chẳng có gì. Ừ. Là cháu bị bệnh lâu chưa chị? Cháu bệnh lâu lâu rồi. Dạ. Chị có số điện thoại không? Không ạ. Không có số điện thoại. Điện thoại chị có của đấy ông bác đấy. Dạ. Ông bác đấy thôi, chứ còn nhà không có điện thoại. Hiện tại là cháu Tuấn Anh là đang ở đâu chị? Cháu Tuấn Anh đang ở trên bệnh viện thành phố Nhi Đồng 2. Dạ, Nhi Đồng 2 thành phố Hồ Chí Minh. Cháu bệnh gì chị biết không? Cháu bệnh viêm tỷ. Viêm tỷ. Dạ. Đấy, ông bác vừa nãy xuống bảo đó. Dạ. Như vậy thì tiền bạc mà mình chữa trị cho bé thì ở đâu chị có? Bây giờ là mẹ không có. Dạ. Thì nhờ ông bác ông muốn chạy chữa cho cháu. Ừ. Mẹ là không làm gì đã, không có tiền. Dạ. Bác đó là anh ruột của chị? Bác đây là anh của con ông bác. Anh con ông bác. À, anh con của bác chị, bác ruột chị. Bác. À. Bác, vậy thì có ông bác chị cũng tốt quá, bác họ thôi. Không có bác ruột ở bên nhà bên kia cơ. Dạ. Yeah. Bác cũng không tham đấy. Yeah. Là ông anh con ông bác. Dạ. Yeah. Thì thôi cháu nó bệnh như là bác ấy đi cho đi chữa dại cho cháu chứ mẹ cũng chẳng biết gì. Yeah. Mẹ không biết mà mẹ cũng không có tiền luôn. Mẹ không có tiền mới đi làm cái này bán thì được 2-3 nghìn đấy. Thì đủ trang trải cho em rồi. Lúc mà em chưa bệnh thì em ăn học là gì có trang trải đủ không chị? Không đủ. Không đủ. Không có. Vất vả thì chị quá lắm. Cứ phải đi lần mò ăn này. Dạ. Phải đi ra đường ấy, người ta nhìn thấy thì người ta cho 2-3 nghìn. Dạ. Hay là 1-2 nghìn là về bảo. Dạ. Đi mua rau cho con ăn. Chứ còn không có gì. Dạ. Cho nên là khổ lắm, tội lắm. Cháu rừng thì bệnh lâu thì chị cháu thứ tư. Yeah. Được hơn tuần, được tuần mấy ngày. Yeah. Tuần 2 ngày. Cũng được 10 ngày rồi, lại đi thành phố được 10 ngày. Thành phố thì... Yeah. Như vậy thì em đến đây thăm chị. Dạ. Yeah. Bây giờ em sẽ lên được thông tin là cháu đã đi về. Dạ. Yeah. Để về nhà vì quá tải, bệnh viện quá tải. Yeah. Thì em sẽ lên chỗ cháu nằm. Để em thăm cháu một chút. Dạ. Yeah. Cái gì? Tí nữa ông bác ông xuống. Dạ. Ông bác ông chở hai cô giáo đến để thăm cháu. Dạ. Thăm của Nguyễn Tuấn Anh. Dạ. Cháu để cho hai cô lên thăm cháu trên ấy. Dạ. Bây giờ là đưa cháu về nhà là mẹ không có khả năng chăm cháu được. Dạ. Thì phải nhờ hai bác ở trên đó. Dạ. Để bác chăm cháu cho cháu. Dạ. Chứ giờ mẹ thì nói chị là đấy thì suốt ngày đi hôm qua đi đâu mấy cái nên vứt đây. Dạ. Rồi cắt. Dạ. Còn cũng khó. Bác bắt cho con biết tên bác và nhà bác là bác ở là thôn mấy? Bây giờ tôi là trên đàn Phạm Văn Tiến, hiện đang thôn hai xã Vũ Hòa. Bác là tôi với cháu đây là bác họ. À. Thì mẹ cháu với tôi là anh em thúc bá. À. Chứ không phải là anh em ruột. Thế là bố của cháu với bố tôi là hai anh em. À. Tôi với cháu này thì là anh em họ thôi. À, bác cháu họ. Bác cháu quen chú với bác. Bác chú với bác. Bác chú với bác. Bác chú với bác. Đấy. Bây giờ thì bác, hiện tại bác là người chăm sóc cho Tuấn Anh. Bây giờ này, nó cũng là
tôi biết tôi là thần kinh. Sau đó là như vậy là cháu như vậy là em như vậy là nó nhớ lại là nó có bầu, tôi bảo má chân la cái khi mà được 3 tháng thì coi như là em mới cõng cháu vào tôi. Thế thì cháu kia định bàn bạc thằng thứ với cháu thế chúc cháu đừng làm nhà chúc cháu cháu và cái hướng nữa là thôi đi chúng tôi sau đó đi lại nỗi đau để cháu lớn được à đâu thôi trách nhiệm mẹ rồi đó là chúng tôi đỡ đi. Thế thì cháu đang ngoan lành từ khi cháu bị bệnh này thế thì ra đi chắc là trường báo tôi biết thì tôi đã tôi cháu kịp thời bệnh viện để điều trị đó là cháu đã đang bị cái bệnh này nó hiểm nghèo viêm tụy mất thời gian điều trị của cháu đâu dài thế là ra đi là phải vay chạy mượn tiền để cố gắng điều trị của cháu và quan điểm là để cháu nó nhanh khỏi để đi học tốt nhất là như vậy. Thế thì hôm nay cháu được gọi là tạm thời ra viện về gia đình điều trị và thứ tư tới là phải báo cáo lên một là ta thay thuốc hai là ta phải thay thuốc để như vậy là các cháu càng nhanh khỏi càng tốt. Thì đấy là tình trạng cái lúc các bạn còn muốn thì bạn bây giờ thì cháu cũng xin phép được hỏi bác gái là bác bây giờ thì bác cũng là một người bác dâu trong thì bây giờ bác cũng thấy tình hình là Tuấn Anh như vậy thì bác cũng là người tận tình chăm sóc Tuấn Anh thì bác cũng cho cháu biết được là cái tình cảm của bác dành cho Tuấn Anh. Hiểu Tuấn Anh biết là Tuấn Anh chỉ là cháu họ về phía nhà bác trai nhưng mà bác thấy được là cháu Tuấn Anh thì có làm phiền bác không, là bác có suy nghĩ như thế nào để cho chúng cháu được biết. Người cũng là đang nắm cái nhẹ của cô ấy, thì đối với cháu ấy thì đối với cháu thì cháu là rất là ngoan. Nên bây giờ ấy là bởi vì cháu nó chẳng may nữa là với cái bệnh hiểm nghèo này mà cũng không nói là với cái bệnh hiểm nghèo của cháu bây giờ mà ngay từ lúc ấy là cháu có còn ấy là thì còn nhỏ mà với lại mẹ con ấy là cô gọi là cô là đấy. Thế nhưng mà rồi là nói là làm người bác thật, thế nhưng mà bác ấy là cũng phải luôn cái thể chăm lo đến cho các cho cháu. Bởi vì sao bây giờ như là thường đối với tôi nghĩ là đấy bây giờ như là tất cả các người cộng đồng người ta còn nên là quan tâm đến những cái người mà khó khăn này họ mà vui chi đây thì tôi đối với là người bác với người cháu thì tôi từ trước đến nay thế là thì đối với tôi là cũng là cái nguyên là lo đây là cho cháu đấy. Thế nhưng mà tôi cũng không để nghĩ đến cái chuyện đấy là thì cũng mong với cháu là sao ấy. Bây giờ thì cô cũng đã lỡ ra cái là cái người mà nó không được như người ta thế nên đấy là đất cứ có được cũng một cái đứa cháu thì đúng thật ra ấy, thì là vợ chồng tôi cũng chỉ mong muốn là sao ấy, là trông con cháu đến là cho nó lên là lớn lên là cho nó học cho nó được cái sau này sẽ lên rồi nó đỡ đần đến là cho mẹ nó thì là được cái thì là biết là cho vợ chồng tôi cũng đỡ đi để mà như cái đàn mình là cái tuổi giờ càng ngày càng cao thế mà bây giờ ấy là lo ấy là làm sao mình lo mãi được cái cho em với cho cháu được thì cũng mong là để cho cháu ấy là nó làm sao nó lớn lên đi thì nó lo cho mẹ nó thì được ấy thì mình cũng đỡ phải là mình đi. Thế nhưng mà bây giờ thì cũng vì cái trường hợp như thế này cũng mà chẳng may thì sao cháu nó lại bị cái bệnh như hiểm nghèo đến như vậy bây giờ nó bị cái bệnh cái mắc ngay và cái bệnh như là viêm tụy cho nên là bây giờ cái điều trị cũng được lâu dài. Cái lúc ngay lúc đầu may tôi cũng nghĩ là đi thì bác sĩ nói là nếu mà không ấy thì cho may đi lên đi viện đấy là kịp thời thì cháu này làm nghề thì đúng là ở nhà cũng nghĩ danh cũng khổ các bạn bây giờ đã mẹ cháu đã như vậy rồi nhưng bây giờ lại một cái cháu nó làm vậy thì làm như vậy nữa thì thật là nhập khổ đấy. Bây giờ thì có những người mà nói thì với cháu vậy cho nên mình mới nói cái con cái mình nuôi con cái thương thì đối với tôi thì bây giờ con cái mình thương nào thì đối với cháu mình cũng thương như vậy. Thế bởi vì bây giờ sao bây giờ mình luôn biết là bây giờ ấy, tất cả xã hội người ta còn quan tâm đến đấy đâu mình là bác thì nói thì rất vậy thì nhưng mà sao mình thì không quan tâm đến đây lấy cháu mình ấy cả. Rồi thì cháu cảm ơn bác gái nhé, con ơi đi vào chỗ Tuấn Anh.